Đến chiều tối 14 tháng 2, nhằm ngày 10 tháng 1 âm lịch, tức ngày Vía Thần Tài, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh mới hoàn tất công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn, khiến hai nhà xưởng chứa phế liệu bị thiêu rụi, đổ sập. Trước đó, người dân nhìn thấy khói và lửa bốc lên trong một nhà xưởng chứa phế liệu nằm trong cụm các nhà xưởng liền kề, rộng hàng ngàn mét vuông, thuộc ấp 6, đường Thế Lữ, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, nên vội hô hoán mọi người cùng dập lửa. Tuy nhiên, chỉ trong vòng ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng, rồi cháy lan sang nhà xưởng bên cạnh. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh đã điều nhiều xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Một xe cuốc được huy động để di dời các đống phế liệu, các máy bơm công suất lớn cũng hút nước trực tiếp từ rạch gần đó để phục vụ công tác chữa cháy. Đám cháy sau đó cơ bản được khống chế. Vụ cháy may mắn không gây ra thiệt hại về người, nhưng khiến hai nhà xưởng phế liệu bị thiêu rụi cùng nhiều hàng hóa bên trong. Theo một chủ nhà xưởng tại đây, khi xảy ra cháy, các xưởng vẫn chưa đi vào hoạt động. Các chủ nhà xưởng mới cúng khai trương đầu năm, không lâu sau thì xảy ra cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.